Xin kính chào quý chị và các bạn. Hôm nay bên em lại vừa về một chiếc Hyundai Accent, một chiếc xe rất là hot tại thị trường hiện nay. Đây là chiếc Hyundai Accent bản 1.4 số tự động, sản xuất năm 2023, đã sử dụng hơn 20.000 cây số. Một chiếc xe màu trắng với nội thất ghế da hai màu, tông chủ đạo là màu kem pha phối với màu đen. Hiện tại thì chiếc xe này đang được bên em chào bán ra với mức giá là 470 triệu. Hỗ trợ trả góp chiếc xe này lên tới 70% giá trị xe. Anh chị quan tâm mẫu xe này thì cứ liên hệ cho bên em theo số 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Xem xe tại Salon Luxury Car Hải Dương, số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Về phần ngoại thất thì chiếc xe này được trang bị đèn xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương, hai nút mở đằng trước này, cánh bên lái và bên phụ đều có nút mở vật lý. Đây ạ, lốp cung hô theo xe, hệ thống đèn chiếu sáng này, đèn bi xenon này, giải LED định vị ban ngày này. Chiếc xe này đăng kiểm còn đến tháng 4 năm 2025. Đương nhiên là keo chỉ máy số khung xương gầm bệ còn nguyên bản nguyên zin rồi. Bảo hành cho anh chị 1 năm về lỗi luôn. Đây, có màn hình theo xe này. Đèn nổ thông minh. À, vô lăng này, vô lăng mới tinh luôn nhé. Xe chạy 23.000 cây số, củ số này. Ghế da này. Chân nỉ siêu lướt. Ở cái dòng xe Hyundai Accent này thì cái độ mất giá của nó rất là thấp, nó cũng ngang ngang với dòng i10 thôi, nó còn đỡ mất giá hơn cả Toyota Vios cơ. Xe lướt thì nó cũng chỉ rẻ được vài chục triệu thôi, không rẻ được nhiều. Cụm đèn hậu công nghệ LED. Đây là khoang chứa hành lý. Dưới này là lốp dự phòng này. Đấy. Bốn mắt cảm biến sau. ba mới đi chưa đầy một năm. Bên này là khu vực chỉnh gương, cụp gương này, hệ thống cân bằng điện tử chống trơn trượt này. Và bây giờ mình sẽ đi xem về khoang động cơ. Đây, máy đang nổ đây. Ốc cabo này, keo chỉ cabo này. Đó. Các lỗ bấm này, nguyên này. Răng trên này, nguyên này. Chân máy, mặt dàn cò, hộp số còn nguyên hết này. Đó. Tất cả cái dấu chấm sơn từ lúc lắp ráp tại nhà máy vẫn còn nguyên. 470 triệu cho chiếc Hyundai Accent số tự động 2023 nhé, sản xuất 2023. Cảm ơn chị đã xem hết video này.